Và quý vị, mấy tuần nay, 2 tuần nay mình tập trung về cái vấn đề hộ niệm. Hộ niệm và hộ niệm rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều đúng không? Và đặc biệt là cái hộ niệm làm sao để cận tưởng nghiệp mình được vãng sanh, thì trong đó có cái gì? Có cứu người thân chưa có biết, chưa biết Phật pháp, làm sao để cứu người thân chưa biết Phật pháp lúc cận tưởng nghiệp, làm sao cứu họ đó. Rồi cận tưởng nghiệp của mình nè, chuẩn bị gì chưa, làm sao để cứu mình an toàn về Tây phương. Cái thứ ba là gì quý vị còn nhớ không? Bạn đồng tu đúng không? Bạn đồng tu của mình cận tưởng nghiệp của họ, mình cần cứu họ như thế nào? Bạn đồng tu cũng như là người thân có tu ở trong gia đình thì là một. Cái kế tiếp là làm sao để mình có thể cứu những chúng sanh vất va vất vưởng, hoặc là chúng sanh trên đường mà mình đi mình thấy họ chết vì tai nạn, vì bị người ta giết chóc, thì mình làm sao để cứu họ. Thì tất cả những cái này là quý vị đã có học rồi, và mong muốn quý vị nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại về cái vấn đề này, vì cộng tư nghiệp cực kỳ quan trọng. Quý vị giúp Vân nhá, nghe cho đến khi mình hiểu nhá. Tuy nhiên, hiểu là cái gì và hành như thế nào? Khi đa số chúng ta đều nói hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng khi vấn đề tới thì chúng ta mới biết là chúng ta làm chớp quớt. Chớp quớt, khi mà chúng ta có ca là chúng ta làm, chúng ta coi như là không hiểu tại sao quên bài hết hay sao á. Nhưng có thể là quý vị nhớ bài, nhưng quý vị làm sao, tại sao làm không có kết quả. Đây là cái mấu chốt nè. Và các ca mình làm qua, ca của ai nè? Ca của ông Nguyễn Văn Trơn vừa thất thì nè. Quý vị học được cái gì? Và Vân có gì hay không? Những gì Vân hướng dẫn không? Thì người nhà nói gì? Có. Em làm đầy đủ hết rồi. Quý vị nhớ nhé. Nhớ lại những lời người con gái nói là em làm giống như chị đó, làm nhiều lắm. Và hôm qua nay là hộ niệm liên tục luôn, mà không hề gì hết. À, có nghĩa là họ dám khẳng định là họ có làm giống như những gì Vân nói, thì thôi cho họ làm giống đi nha. Và bây giờ họ nói họ làm bằng cái tâm. Vậy thì tâm là gì? Quý vị có hiểu cái chữ tâm là gì không? À, và đây là cái mà chúng ta rớt ở chỗ này nè. Và hôm qua có nghĩa là cái buổi vừa qua đó, buổi tu vừa qua Vân ra sớm vì Vân đuối, không biết tại sao mấy ngày hôm nay không có sức luôn, đừ hết luôn. Và khi Vân vừa buông zoom một cái là Vân nằm bẹp luôn, không đụng tới điện thoại, chỉ có một ca cầu cứu. Một ca cầu cứu y chang như cái ca của ông Trơn luôn. Y chang luôn. Và người cha này đã nằm một chỗ một thời gian cả chục năm rồi. Và bây giờ là thời khắc nguy kịch rồi, cho nên là cũng gọi để cầu cứu. Thì bây giờ Vân hỏi đã làm cái gì rồi? Em làm hết những gì chị hướng dẫn rồi. Từ lúc em tu tập trong đạo tràng là em làm y như những gì chị nói, mà không có kết quả gì hết. Có một chút xong rồi lại nặng hơn. Quan gia cảm là quan gia chứ chủ không có tha. Và Vân hỏi em đó là ca của ông Nguyễn Văn Trơn em học được cái gì? Và hầu như nếu Vân hỏi cái câu này thì hầu như tất cả chúng ta 90% là trả lời giống như mình đang lau nhà chứ không tắt nguồn nước. Vân dám khẳng định cái này, Vân nói xin lỗi, mà Vân dám khẳng định là 90% chúng ta gặp cái vấn đề này. Kể cả chị Thu Nguyệt vừa nói, chị cũng là người lau nhà chứ không tắt nguồn nước. À, tuy nhiên hồi nãy Vân nghe chị Mai Vân nói chuyện thì bắt đầu tắt nguồn nước chứ chưa tắt hẳn nguồn nước. À, và nếu Vân Vân rất là muốn lắng nghe đạo tràng chúng ta nữa, nhưng mà vì chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên là Vân hỏi đi hỏi lại. Và bạn này là tu cả năm trời ở trong Zoom rồi, nhưng nghe bà Vân hỏi đi hỏi lại, bạn này vẫn lau nhà chứ không tắt nguồn nước. Rồi bây giờ nè,
Lý do tại sao Vân nói như thế này và cái mấu chốt nó nằm ở đâu? Bây giờ cho Vân hỏi nè, thí dụ như bây giờ có phải là chúng ta rất là yêu cha mẹ chúng ta không? Đúng không? Và chúng ta rất là thương chồng con chúng ta không? Và chúng ta có thể hy sinh tất cả vì con, đúng không ạ? Vì con, vì cha mẹ. Có thể là lỡ như mà cha mẹ mình gọi là, Vân nói thí dụ đi, mẹ mình, mình biết chắc là mẹ mình sắp sửa cận tử nghiệp, mẹ mình và mẹ mình sắp sửa đọa địa ngục rồi đó, và chắc chắn đọa địa ngục đó. Vậy thì bây giờ có phải mình tha thiết cầu Phật, Phật ơi bây giờ cho dù lấy luôn cái mạng của con mà để cứu mẹ con cũng làm. Có ai giống vậy không? Có không? Có ai dám nói câu đó? Bấm giùm Vân số 1 nè. Có nghĩa là cho dù lấy cái mạng con mà đổi lại mạng sống của mẹ con cũng làm. Hoặc là giả sử đó là người con gái mà mình yêu thương nhất mà nó bị bệnh hấp hối như vậy, và mình dám phát nguyện là cho dù con chết để thế con được sống con cũng làm, đúng không? Vì sao vậy? Vì sao chúng ta dám phát nguyện ghê gớm như vậy mà người ở ngoài kia mình không dám? Mình cũng thấy người ta hấp hối, mình cũng thấy người ta cận tử nghiệp, mà mình có dám nói câu đó không? Không. Vì sao? Vì cái tình thương yêu của mình đối với người thân của mình, đúng không ạ? Quý vị xác nhận chỗ này không ạ? Cho dù tôi có mất luôn cái mạng này, tôi cũng cứu con gái tôi. Cho dù tôi bán luôn gia tài của tôi, cho dù tôi nợ nần, cho dù tôi coi như là đủ cách hết, cũng phải cứu đứa con gái này, cũng phải cứu cha mẹ mình, đúng không ạ? Ai cũng xác nhận điều này hết, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thiếu cái gì? Chúng ta thiếu cái gì ở đây nè? Ủa, chúng ta làm hết rồi. Và Vân lặp lại nè, Vân lặp lại nè, cận tử nghiệp của người thân chúng chưa biết tu, chúng ta cần phải làm gì? Nhắc lại cho quý vị nè. Thứ nhất là bạch Phật, con muốn cứu người thân con muốn cứu mẹ con. Mẹ con đang hấp hối và con muốn cứu mẹ, con muốn Phật lực gia trì để cho con có thể cứu mẹ con, để mẹ con an toàn, niệm Phật về với Phật. Và mình bạch Phật rất là tha thiết, rất là mong cầu, cầu Phật tiếp dẫn mẹ. Và sau đó thì cái thứ nhì là mình nói chuyện dặn dò, vì mình biết Phật pháp, mình dặn dò người thân đừng khóc và hậu sự như thế nào như thế nào, sắp xếp từng người làm cái gì hết, đúng không ạ? Và thứ ba là khai thị, đúng không? Khai thị oan gia trái chủ, khai thị người bệnh, khai thị oan gia trái chủ, buông bỏ niệm Phật vãng sanh, rồi khai thị cảnh giới Tây phương cực lạc như thế nào, Phật A Di Đà như thế nào. Đó là phần khai thị. Và bước kế tiếp là mình sẽ làm thật nhiều việc thiện phóng sanh để hồi hướng công đức cho oán gia chủ và cho người bệnh, đúng không ạ? Và mình mời ban hội niệm vừa hỗ trợ để được an toàn ra đi nè. Rồi mình sẽ đọc, bước thứ tư là đọc lời sám hối, lời tác bạch để người thân của mình, oán gia chủ họ đọc theo. Và mình, nếu như họ không thể, người thân không thể nói chuyện được rồi, không còn sức nữa, thì mình thế người thân tu tập và thế người thân đọc những lời sám hối và phát nguyện vãng sanh. Và mình làm tất cả điều bằng tâm và làm hết sức có thể, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta làm hết sức có thể rồi mà chúng ta không cứu được người thân, thì chúng ta cũng biết là chúng ta có thể cứu khi họ ra đi, đúng không? Mặc dù ở cảnh giới nào chúng ta cũng có thể cứu họ được, đúng không ạ? Vì sao? Vì chúng ta rất là yêu họ, rất là thương họ, và chúng ta thật sự muốn cứu họ về Tây phương cực lạc. Dĩ nhiên đó là điều chúng ta cần làm, nhưng chúng ta đã làm hết rồi, những gì Vân nói đã làm hết rồi, nhưng chúng ta thiếu cái gì nào? Thiếu một cái cực kỳ quan trọng. Và Vân nói sao? Vân nói mình cần phải làm những cái điều mà Vân vừa nói, đúng, chuẩn, tình thương yêu. Bây giờ Vân hỏi nè, nãy giờ Vân hỏi có phải là đó là cái tâm không? Có nghĩa là cái tâm của quý vị muốn cứu người thân của quý vị, và cho dù mất mạng cũng phải cứu, đúng không? Đó là chân tâm, đúng không ạ? Có ai xác định rõ ràng đây là chân tâm không? Quý vị có từng nghe cái ca của ông Nguyễn Văn Sơn không?
ông Nguyễn Văn Sơn đọa địa ngục và về tha thiết: cô Vân ơi, cứu tôi, cứu tôi, bây giờ tôi biết khổ rồi. Và khi ông ta sám hối, quý vị có thấy chân tâm của ông ta không? Đó là chân tâm đó, vì đã vô địa ngục rồi, ra cực kỳ sợ và sợ lắm luôn, cho nên đó gọi là chân tâm đó. Vì khi chúng ta không xác định được cái nào là chân tâm, cái nào là giả tâm, thì chúng ta không có thể nào có kết quả. Tâm chúng ta cứu người thân của chúng ta, cứu cha mẹ, cứu nhà, gia tộc chúng ta, người thân chúng ta, đó là chân tâm đó. Và tâm chúng ta sợ địa ngục, đó là chân tâm sợ địa ngục. Và vì chúng ta vào địa ngục rồi, chúng ta nếm mùi địa ngục rồi, chúng ta sợ địa ngục và kêu cầu cứu tha thiết. Đó là chân tâm đó, chân tâm ngay chỗ đó đó. Bây giờ quý vị chưa có vào địa ngục, chưa thấy, người dân gian có nói cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Mình chưa vào địa ngục cho nên mình chưa có dùng được cái chân tâm hiển lộ được. Và bây giờ lý do tại sao mình làm hết trơn hết trọi rồi mà mình vẫn, người thân mình vẫn còn chơi trơn, không có hề gì hết, thiếu chỗ nào? Thiếu chỗ nào đây? Bây giờ Vân tha thiết mong quý vị, đây là cái điểm mấu chốt nè. Và nãy giờ Vân nói là quý vị hiểu chân tâm là gì rồi đúng không ạ? Hiểu chân tâm là gì rồi đúng không? Chân tâm là cái tâm thật của mình đó, tâm tha thiết. Tâm tha thiết muốn cứu ai đó, bất chấp mọi vấn đề, bất chấp mất luôn mạng cũng phải cứu. Đó là chân tâm thật đó. Rồi bây giờ nè, Vân cần quý vị đổi cái tâm đó để cứu oan gia trái chủ của mình. Đây là cái chỗ mình bị rớt đây này. Mọi người hiểu không? Mình hiểu chân tâm rồi đúng không ạ? Và mình lấy cái chân tâm này để mình cứu oan gia trái chủ của mình thì mình sẽ thành công. Quý vị hiểu chỗ này không? Quý vị có dám coi oan gia trái chủ của người thân của mình là cha mẹ mình không? Mình có dám coi họ là người thân của mình không? Đây mới gọi là chân tâm. Và mình lấy cái chân tâm mà mình đối xử với cha mẹ mình, đối xử với con, với gia đình mình, mà mình đối xử cái tâm này với họ thì mình sẽ thành công. Và vẫn tin chắc là 100% quý vị thành công. Ca nào cũng thành công hết. Quý vị thấy oan gia trái chủ hành hạ cha mình, mẹ mình đang trên giường bệnh trong lúc cần tiếp nghiệp, quý vị đau không? Đau. Xót không? Xót lắm luôn. Con thà là con tổn tuổi thọ, con thà là con chết liền bây giờ để con gánh cái nỗi đau của cha mẹ. Chân tâm đó. Vậy thì bây giờ hằng ngày mình đều lại oan gia trái chủ, sám hối oan gia trái chủ mà họ không tha cho mình. Lý do tại sao vậy? Vì mình sám hối bằng miệng. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Vì mình sám hối bằng miệng mà mình cứ nghĩ là dùng tâm. Và Vân nói quý vị cãi tới bến luôn. Rõ ràng Vân nói cái này không phải là cái tâm chân thành của mình. Cho nên họ không cảm được, họ không tha. Họ không cảm được quý vị đã làm bao nhiêu việc cho cha mẹ mình rồi. Mà quý vị dùng tâm gì đây? Dùng tâm mong cầu cho cha mẹ mình hết bệnh, cho cha mình, mẹ mình ra đi với Phật, về với Phật. Trời ơi, có cái lý lẽ nào như thế không? Trong khi oan gia trái chủ của cha mẹ mình trùng trùng điệp điệp, mà mình không có dùng cái tâm mà mình đang cứu cha mình, làm lấy cái tâm đó để cứu oan gia trái chủ của họ. Mọi người hiểu chỗ này không ạ? Và nếu chúng ta thay cái tâm đó để mà cứu oán gia trái chủ họ thì có phải rõ ràng chúng ta đang tắt nguồn nước không? Nguồn nước tắt ngay cái nguồn gốc của nguồn nước. Vì bây giờ quý vị cứ nỗ lực hết sức để cứu người bệnh, để cứu người thân của mình không à. Và quý vị nghe Vân nói là sám hối, dùng tâm chân thành sám hối oan gia trái chủ, và quý vị cứ nghĩ quý vị đã làm. Nhưng không, mình chỉ có làm bằng cái miệng, cái tâm không có, mà cái tâm mình luôn hướng về người thân của mình không à. Luôn hướng về người thân của mình, thấy cha mẹ mình đau đớn, mình chịu không nổi và mình cứ tập trung vào phóng sanh để cho ba con
ra đi nhẹ nhàng phóng sanh để ba con về cực lạc, phóng sanh để cho ba con giải nghiệp cho ba con, mà trong khi mình không tắt nguồn nước mà mình cứ đi lao nhà không. Vâng, muốn quý vị tắt nguồn nước đi, thậm chí quý vị không lao nhà, nhà vẫn khô nhé, đúng không? Nhà vẫn khô. Tắt nguồn nước đi, tắt nguồn nước trước đi nào. Nhà vẫn khô. Còn bây giờ chúng ta nỗ lực lao nhà mà không tắt nguồn nước, cho nên nguồn nước nó cứ ào ạt ra, càng lao càng ra, càng lao càng ra. Và mình cứ nói sao tôi làm đúng như lời cậu Vân nói, làm nhiều lắm luôn, lao nhiều, đúng. Quý vị còng lưng lao cả ngày, lao hết ngày này tới ngày kia, hết năm này tới năm nọ, mà nước cứ tràn. Và mình cứ nghi ngờ rồi, nghi ngờ liền, không đúng rồi, đúng không? Nghi ngờ. Nhưng cái vấn đề ở đây là nguồn nước chưa được tắt. Vậy thì bây giờ chúng ta chuyển cái tâm chúng ta. Thay vì bây giờ, hồi nào giờ chúng ta cái tâm mong cầu cho người thân của mình không? Còn bây giờ quý vị, Vân không nói là quý vị không có tâm mong cầu. Yes, chúng ta có tâm mong cầu, chúng ta mới đạt được chứ, đúng không? Có tâm mong cầu, Vân cho phép quý vị có tâm mong cầu. Nhưng bây giờ mình lấy cái tâm mong cầu này để cầu cho oán gia trái chủ của người đó trước đi, để đưa họ về cực lạc đi. Và hãy thương họ, cảm được nỗi đau của họ, giống như mình đang cảm được nỗi đau của cha mẹ mình đang nằm trên giường vậy đó. Và mình lấy cái đau đó để mình tha thiết cứu họ đi, cho họ cảm được mình đi. Và khi họ cảm mình, họ đi rồi thì tự nhiên người thân của mình sẽ không còn đau đớn nữa, đúng không? Đó là tắt nguồn nước đó. Đem cái tâm chân thành, đó là tâm chân thành đó. Tâm chân thành cứu cha, cứu mẹ mình, cứu con mình, cứu gia đình mình đó. Tình thương yêu thật mà. Và hãy nhớ, tình thương yêu sẽ giải quyết tất cả mọi việc. Vì quý vị chưa có đưa ra tình thương yêu của quý vị đến với họ thật, mà quý vị chỉ nói bằng cái miệng thôi, cho nên họ không cảm được thì làm sao họ có thể tha. Họ đang thấy quý vị đang nỗ lực cứu ông đó đó, cứu người cha mẹ quý vị đó, người bệnh đó, đang nỗ lực, còn họ còn sân hơn nữa. Sân hơn nữa, toàn là giả tạo thôi. Cái đám này giả tạo, không có một cái tâm nào hết, không có tâm gì hết, làm sao họ tha. Và Vân nói xin lỗi câu này chứ, Vân làm việc cho Phật là 1.5 năm nay rồi, bao nhiêu ca đã từng trải rồi, bao nhiêu ca qua rồi, chưa có một cái ca nào mà hỏi Vân làm sao, bằng cách nào cứu oan gia trái chủ hết. Chưa có, chưa bao giờ có trong đời, trong tới bây giờ. Khi quý vị có việc hữu hình cũng như vô hình, tất cả khi quý vị có việc đến cầu cứu Vân là chỉ có hỏi một câu duy nhất là bây giờ bằng cách nào em có thể cứu cha mẹ em, bằng cách nào để em hết khổ, bằng cách nào em tu hoài mà em vẫn khổ, chị ơi chị làm ơn. Và 2 tuần nay Vân nhận không biết bao nhiêu tin nhắn hỏi về cái vấn đề này, cứ hỏi là làm sao để em hết khổ, bây giờ em nợ nần tùm lum hết và tu không trụ tâm được, và mình cứ lo cho mình không à. Chưa có câu hỏi nào hỏi là bằng cách nào em cứu oan gia trái chủ của em, bằng cách nào tôi có thể cứu oan gia trái chủ của cha mẹ tôi đang lúc cận tử nghiệp bây giờ. Chưa có ai hỏi câu này hết. Vậy thì quý vị có thật sự nghĩ đến oan gia trái chủ không? Không, Vân dám xác định là không. Và quý vị chỉ có tu. Và khi Vân hỏi quý vị cứ nói có, làm hết rồi, cái gì Vân nói ra cũng làm hết. Và Vân hỏi làm bằng cái tâm gì, và quý vị cứ nói là làm cho họ, cho sự giải thoát của họ. Và quý vị nấu ngon, nó ngọt lắm, làm cho họ sân hơn nữa, vì rõ ràng họ đọc được quý vị mà. Mà quý vị lại phủ nhận trong những cái đó. Vậy bây giờ chúng ta giúp Vân nha, và chúng ta đồng làm như thế nha. Chúng ta chuyển cái tâm mà chúng ta thương yêu một ai đó, mà chúng ta có thể đổi cái mạng này đó.
chuyển cái tâm đó để thương yêu oan gia cho chủ của mình được không? Quý vị hứa với Vân, cho Vân số 2 nè. Quý vị chuyển cái tâm thương yêu con của mình đi. Nhiều lúc mẹ cha cũng không lo bằng con đâu. Đứa con của mình đi, mình thương yêu nó bao nhiêu, mình dám xả thân vì nó bao nhiêu, mình dám gọi là hy sinh vì nó bao nhiêu, thì bây giờ mình có dám lấy cái tâm đó để đối diện với, đối xử với quan gia trái chủ của mình không? Và đó mới gọi là chân tâm đó. Và đây là cái chúng ta đang thiếu nè, đúng không ạ? À? Rõ ràng. Và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ok lắm. Chúng ta ok lắm. Và bao nhiêu ca về họ hâm quý vị rồi. Từng người một, họ sẽ xử từng người một. Vì chúng ta đang tu bằng miệng, không bằng tâm. Sám hối bằng miệng, cho nên họ mới giữ chúng ta được. Còn bây giờ chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh của chúng ta dùng cái tâm chân tâm Phật tánh của chúng ta để chúng ta tu cho họ, thì làm sao họ xử quý vị? Vì quý vị lắng nghe đi, oan gia cho chủ nào về họ cũng nói như thế nào? Chúng tôi muốn giải thoát, chúng tôi cũng được muốn giống như những vị được đi vậy đó. Chúng tôi rất muốn, nhưng vì họ không tu cho chúng tôi, không tu lợi lạc cho chúng tôi và không dùng cái tâm để tu cho chúng tôi, đúng không? Đa số ca nào cũng vậy, đúng không? Và bây giờ họ đã hâm quý vị rồi đó. Và bây giờ trước khi họ tới gõ cửa mình, thì bây giờ mình lập tức chuyển tâm được không ạ? Bắt đầu từ ngày mai, từ buổi sắp tới, chúng ta sẽ dùng cái tâm, tâm chân thành. Vẫn hay nói dự, từ tâm chân thành, tâm chân thành, tâm tha thiết, tâm sám hối, tâm cầu cứu. Nhưng quý vị không có, quý vị chỉ nghe và quý vị không có hiểu sâu. Nhưng bây giờ Vân nói như thế, quý vị cảm thấy mình hiểu sâu hơn không ạ? Cho nên Vân tha thiết mong quý vị là mình dùng cái tâm thương yêu, cái tình thương yêu thật đó, thật với con mình. Hãy nhớ, cha mẹ, mình làm bậc cha mẹ không bao giờ bỏ con được, đúng không? Cho dù nó có hư, có gì đi nữa, mình cũng không thể nào bỏ nó được. Và mình có thể bán cái mạng, mất cái mạng này để mình cứu nó. Và bây giờ đó, mình đem cái tâm đó để mình cứu oan gia trái chủ, để mình xin lỗi oan gia trái chủ thật, để mình cảm được nỗi đau. Con mình bị đứt tay, mình cũng đau. Con mình nó té, mình cũng đau. Vậy thì bây giờ oan gia trái chủ của mình khổ như thế nào quý vị có biết không? Từ ai ra? Từ ta ra đó. Họ khổ lắm quý vị, họ theo quý vị như hình như bóng, hết đời này tới đời khác. Vì sao? Vì cái sự vô minh của đôi bên, và vì cái sự sân hận, và vì quý vị chặt chém cắt, làm đủ các kiểu họ hết. Họ đau lắm đó. Họ theo quý vị, họ không có vẹn toàn thân họ đâu. Họ đau lắm, và họ càng đau họ càng sân. Nhưng Vân dám tin chắc một điều là không có oán gia trái chủ nào và không có bất cứ ai mà muốn mình tiếp tục khổ như thế này vĩnh viễn hết. Cho nên khi mà họ thấy được ánh sáng của đạo tràng, mà quý vị không tu tinh tấn, đặc biệt là oán gia trái chủ, và không những oán gia trái chủ, bữa nay quý vị thấy cái ca của chị Nở này rồi, đúng không? Chúng sanh vô hình trong nhà quý vị, họ thấy được ánh sáng của đạo tràng mà quý vị không tu tinh tấn, họ cũng hợp lực họ phá quý vị, vì họ cũng muốn được siêu, đúng không? Vong linh thai nhi họ cũng muốn được siêu, và quý vị không tu tinh tấn cho họ, tu bằng cái miệng không đâu có tâm đâu, và họ kéo hết các bạn của họ về phá quý vị, thấy chưa? Rõ ràng chưa? Và bây giờ gọi là gì nữa? Bây giờ thêm nữa là các thế lực bùa ngải trong người bắt đầu nó bùng lên một cái. Vì sao? Nào giờ nằm yên, bên kia giật dây thì nó mới quậy. Mà bây giờ thấy xung quanh hội chợ đông quá, vui quá, bắt đầu nó cũng nhoi lên luôn. Chịu nổi không? Thì chịu nổi không? Xung quanh ai cũng tác động hết, vui mà. Họ là phá mà, đúng không? Và bây giờ khỏi cần bên kia giật dây đi,
Bây giờ tôi cũng xử không đẹp không lấy tiền, và xử nó vui mà. Đúng không? Hợp lực với nhau xử vui mà. À, chịu nổi không? Giờ Vân làm sao cứu đây? Trời ơi, đó các ngài còn cứu không nổi đó, làm sao Vân làm gì? Quý vị thấy không? Cho nên là những ca này là những bài học quý giá cho chúng ta. Và đây cũng là bài học mà cho Vân cũng như là cho tất cả chúng ta, vì chúng ta chưa thật sự dùng tâm chân thành. Và xác sức mà chúng ta dùng cái tâm chân thành mà để thương yêu họ thật sự đó, chỉ có 0.1% trong đạo tràng chúng ta thôi. Vân dám khẳng định điều đó đó quý vị, dám khẳng định luôn đó. Đó là lý do mà chúng ta cứ hết cầu cứu ca này cầu cứu ca nọ cầu cứu, cứ cầu cứu miết như vậy đó, mà Vân bèo nhèo bủng sủng không còn sức nữa quý vị. Quý vị có biết là đằng sau hậu trường Vân vẫn phải làm việc không? Và khi mà Vân làm việc mà trả lời tin nhắn của quý vị không, mà Vân cũng bị tác động luôn nữa. Vẫn bị phải gánh nghiệp, mà chỉ trả lời tin nhắn thôi mà sao kỳ vậy? Đâu có làm việc thẳng đâu, nhưng mà vẫn phải, vẫn bị. À, cho nên là nếu như chúng ta, tất cả đạo tràng chúng ta mà đổi cái tâm chân tâm thật của chúng ta, để dùng cái tâm gọi là, mình nói mình là người con Phật, mình biết rất rõ, cái gì cũng biết hết trơn, giỏi lắm luôn. Mình biết rất rõ là mình cần phải dùng phát bồ đề tâm, đúng không? Tâm bồ đề. Bồ đề nhỏ không chịu đâu, phải đại bồ đề mới về cực lạc, với lại về thượng phẩm thượng sanh được chứ, đúng không? À, và mình cứ nói là mình phát miệng là thượng phẩm thượng sanh thì cần phải phát tâm đại bồ đề, đúng không? Vậy thì đại bồ đề nó là cái gì? Là cái chân tâm chỗ này nè. Mình đem cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương thật á, mà mình yêu thương được oan gia trái chủ của mình, mình yêu thương những ai ghét mình yêu thương những ai chửi mình yêu thương những sanh, tất cả chúng sanh ngoài kia đó, mình dám yêu thương được giống như mình yêu thương con của mình, con đẻ của mình đó, thì mình mới thành công được. Và muốn làm cái này, một cách duy nhất là quý vị phải coi họ là người thân của mình, là cha mẹ mình, là con ruột của mình, là người thân yêu nhất của mình, thì mình mới phát được cái tâm lớn. Cho nên tất cả chúng ta điều chỉnh sửa cái tâm chúng ta là khi chúng ta ra ngoài, gọi là đối với người hữu hình đó, thì những ai lớn, những các cụ lớn thì chúng ta coi đó là ông bà của chúng ta. Còn những ai mà đáng ngang tuổi cha mẹ chúng ta thì chúng ta coi đó là cha mẹ của chúng ta. Và đáng tuổi con chúng ta thì chúng ta coi đó là con ruột của ta. Và đáng tuổi ngang hàng chúng ta thì coi đó là huynh đệ, chị em, anh em của chúng ta. Được không ạ? Chúng ta có thể đối nhân sự thế, đối xử với chúng sanh như thế được không? Và nếu chúng ta đối xử với họ được như thế thì chúng ta đây gọi là chân tâm đó. À, và nếu chúng ta đối với người hữu hình được như thế thì chúng ta đem cái tâm này xa hơn nữa là chúng ta đối với người vô hình như thế luôn được không? Như thế có nghĩa là chúng ta coi tất cả họ là người thân của chúng ta, và ta và họ là một. Mình yêu họ giống như mình yêu thân của mình vậy đó. Mình yêu họ giống như mình yêu người thân trong gia đình của mình, vì đó cũng là người thân của ta. Và mình cảm được nỗi khổ của họ khi họ chưa có được thoát, chưa có được siêu thoát thì họ cực kỳ khổ, vất vả vất vưởng, đói khát, không quần áo, không có đồ ăn ăn, rồi đi tạo nghiệp tiếp. Khổ lắm quý vị, họ rất là khổ luôn. Và quý vị hãy nhớ nè, họ chết như thế nào thì họ như thế đó đó, không có ai làm lành họ hết. Họ chết vì ung thư đau đớn, họ cũng mang cái bệnh đau đớn như vậy. Họ chết vì tự vẫn, họ cũng đau đớn mỗi 7 ngày họ đều tự vẫn một lần như vậy, cho tới khi quả báo của họ hết, tuổi thọ của họ ở cảnh giới đó hết thì họ mới bắt đầu sanh đến cảnh giới khác. Họ chết như thế nào, họ đau y như vậy. Khổ không? Quý vị nhìn cha mẹ mình, nhìn người thân mình vô bệnh viện đi, quý vị nhìn họ đau mình có đau không? Mình thấy trời ơi sao mà mình đau quá, mình khó chịu quá, vì tâm từ bi mình có mà. Nhưng mà quý vị nghĩ xa hơn chút đi, khi họ tắt thở, bây giờ họ đau có một thôi, khi họ tắt thở tuổi thọ họ cực kỳ dài.
Và họ đau như vậy đó. Họ vẫn tiếp tục đau như thế đó. Vậy thì mình có nên thương họ không? Và nếu như quý vị mà sát sanh, quý vị làm đồ tể, quý vị đã chặt chém bao nhiêu con loài vật, loài thủy tộc trên thớt của mình rồi, họ đâu có toàn thấy đâu. Thì sao? Họ như vậy đó. Quý vị có thấy là những vị mà gọi là liệt sĩ không? Mấy người chết vì chiến tranh đó, mất cái đầu, tanh xác, mất cái tai, và họ về họ kêu vâng cho họ cái tai, cho họ cái đầu, cho họ cái thân, quý vị còn nhớ không? Và họ nói nóng quá, cho tôi mát lại đi, quý vị còn nhớ không? Thì quý vị thử tưởng tượng đi, quý vị có muốn cảnh đó với mình không? Và quý vị có cảm được là cái cảnh đó là rất là đau khổ không? Vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta tu cho chúng sanh, thì chúng ta vẫn tha thiết mong quý vị đừng tu bằng cái miệng, đừng có nói. Tại sao họ cảm được tâm vâng mà họ không cảm được tâm quý vị? Vâng đâu làm gì cho họ đâu. Nhưng khi Vân làm cái gì cho quý vị, họ cảm được. Và Vân làm gì cho chúng sanh, họ cảm được. Vì họ đang luôn quý vị, luôn bên quý vị mà. Đúng không? Họ có thể cảm được cái tâm của Vân mà họ. Quý vị là người nói, mỗi ngày đều nói là tôi lại sám hối cho quý vị. Tôi làm nhiều việc thiện, tôi phóng sanh, tôi hồi hướng cho quý vị. Ủa, tại sao họ không nhận được cái gì mà Vân đâu có làm gì cho họ đâu. Mà tại sao họ lại khóc gì Vân? Họ lại dám bỏ mạng, tôi có đó đi ngục tôi cũng không cho cô gánh nghiệp cho họ nữa. Chân tâm và tình thương yêu thật của mình thì họ có thể chết vì mình đó, quý vị thấy không? Họ có thể chết vì Vân đó, quý vị thấy không? Họ không cho Vân đau nữa. Vân nói Vân đau một chút rồi Vân hết đau. Nhưng họ đọa địa ngục là họ đọa lâu lắm, vĩnh viễn đó. Tuổi thọ của địa ngục ngắn nhất là 1.000 tuổi, mà một năm của họ là, quý vị biết rồi, trên 2.000 năm của mình. À xin lỗi, một ngày của họ là trên 2.000 năm của mình. Thử tỉnh đi. Mà họ chấp nhận đọa địa ngục vì không muốn Vân đau. Thì quý vị thấy đi, đó là cái chân tâm của họ đối với Vân đó. Và quý vị chọc họ sân hơn nữa khi chúng ta không dùng chân tâm mà chúng ta dùng giả tâm. Giả tâm có nghĩa là nói bằng miệng rất là hay, thuộc bài răng rắc luôn, trả bài răng rắc luôn, và ngày nào cũng lại sám hối dữ lắm luôn, nhưng mà không cảm gì chân. Đi phóng sanh dữ lắm luôn, làm nhiều việc thiện dữ lắm luôn, nhưng mà ra bằng cái nẻ chân miệng, ra hết cái miệng luôn, tâm mong cầu. Miệng thì nói gì họ mà có gì họ đâu. Cho nên bắt đầu từ đây chúng ta thật sự tu gì họ, quý vị nhé. Và hồi nãy Vân đã có giao kèo với họ rồi, mọi người hiểu, mọi người nhớ rồi đúng không? Giao kèo với họ rồi. Nếu quý vị không đổi tâm của quý vị bắt đầu từ buổi này thì họ sẽ có thể xử quý vị, tác động quý vị đó. Và tất cả chúng ta đổi tâm nhé. Dùng chân tâm thật nhé. Dùng cái tâm mình yêu người nhà mình như thế nào, bây giờ mình đổi lại dùng cái tâm đó yêu họ như thế đó, thì mình mới có thể cứu họ. Cứu họ là cứu mình. Hãy nhớ, cứu họ có nghĩa là tắt nguồn nước cho sự đau khổ của mình đó. Tắt cái nguồn gốc của sự đau khổ của mình. À, cho nên là vì chúng ta chưa hiểu chỗ này, cho nên khi bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta nỗ lực làm quý vị nhé. Vì chúng ta yêu được gia đình của mình thì chúng ta có thể yêu được họ. Hãy làm đi. Làm đi. Khi quý vị làm được chuyện này thì quý vị không cầu cứu Vân nữa đâu. Dạ, và Vân cũng không có mang cái tội thất hứa với họ đó. Có ca cầu cứu Vân cũng đâu có chịu nổi đâu, quý vị thấy chưa? Không chịu nổi cũng nhảy vô. Có phải là Vân thất hứa với họ không? À, cho nên quý vị giúp mình cũng như giúp Vân quý vị nhé, cũng như giúp họ nhé.
cứu họ, cứu tất cả dùng chân tâm của mình. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ một lần nữa nè, tất cả những ai hiểu và chuyển cái tâm mình dùng chân tâm để tu cho oan gia chi chủ, tu cho chúng sanh, quý vị bấm số 3 dùm Vân và nói là tôi hứa để tất cả chúng ta đồng hứa với các ngài là chúng ta làm được, hứa với oan gia chi chủ chúng ta, hứa với chúng sanh là chúng ta làm được nè, vì tâm nguyện của chúng ta lớn mà, đại đại lớn thượng phẩm thượng sanh mà, nếu mà cái chỗ này chúng ta không làm được thì đừng hòng nha. Và đây là cái mấu chốt để chúng ta có thể thượng phẩm thượng sanh đó. Dùng cái tâm này mà yêu thương tất cả chúng sanh thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả, sẽ thượng phẩm thượng sanh. Chắc chắn quý vị. Và ngược lại, nếu như chúng ta tu cả đời mà không có cái tâm như thế này thì đừng hòng vãng sanh. Đừng hòng hạ phẩm hạ sanh còn chưa chắc nữa. Ok. Rồi, mình thấy đó là nhiều người đã hứa rồi nha. À, và bây giờ hứa với Vân rồi là không cầu cứu Vân nữa đúng không ạ? Tự đi trên đôi chân của mình ha. Không cầu cứu nữa, cho dù bị tác động như thế nào. Thì giải pháp duy nhất là dùng chân tâm của mình định tâm lại. Và dùng chân tâm của mình để cứu mình. Cứu họ là cứu mình. Nha. A Di Đà Phật. Ở bên chị Minh Thư giơ tay có chuyện gì không ạ? Em thấy giơ tay để làm gì ạ? Chúng ta đã hết giờ rồi. Không biết thấy mấy người giơ tay nữa để làm gì ạ? Ok. Quý vị có chuyện gì khẩn không? Có gì khẩn không? Vì chúng ta đã quá giờ rồi, gần trên 3 tiếng rưỡi rồi. À thôi, để hẹn lại cái buổi kế tiếp quý vị nha. Thôi mời quý vị chúng ta hồi hướng nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. A Di Đà Phật. Mình chúc cả nhà an lạc và hẹn gặp lại theo công phu sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.